Tân dùng đất hào hùng, địa linh nhân kiệt, anh hùng nảy sinh. Trường Trung học cơ sở Phú Mỹ tọa lạc tại vùng đất Phú Tân với những trang lịch sử dạ chang, nền văn hóa giàu đẹp. Trường được thành lập vào năm 1968, ban đầu có tên là Trường Trung học Thánh Địa Hòa Hảo. Trường được xây một dải dài khoảng 70 mét với một tầng trệt và một tầng lầu gồm 12 phòng. Địa thế nằm sâu, cách xa mặt lộ khoảng 200 mét, tạo điều kiện dạy và học, ít tác động bên ngoài. Thầy Ngô Hữu Nghĩa, quê ở Kiến An, Chợ Mới, công tác tại trường B Hòa Hảo, được điều về làm hiệu trưởng. Sơ khai, trường chỉ có 5 thầy cô, thầy Nguyễn Văn Đời, thầy Lộ Ngọc Bi, thầy Quỳnh Văn Beo, thầy Tuyên và cô Trần Thị Khoa, từ Đại học Sư phạm Cần Thơ về công tác. Đến năm 1972, trường tiếp tục xây thêm 8 phòng học, chuẩn bị đón học sinh đến lớp 12 để trở thành trường trung học công lập hoàn chỉnh, tạo điều kiện cho con em vùng đạo được cấp sách đến trường. Đó cũng là điều mong ước của nhân dân. Học sinh của trường phần đông chiếm 70% là địa phương, còn lại là học sinh từ Phú Hưng, Chợ Giàm, Tân Quề, Kiến An, Mỹ Hội Đông cùng về đây học. Môi trường học tập bình dị, ấm áp, đầy nghĩa tình, đáp ứng được mong ước của bậc phụ huynh về trường trung học Thánh Địa Hòa Hảo. Đến năm 1975, tổng số lớp bấy giờ khoảng 25 lớp. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, giải phóng miền Nam, đất nước thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà, hệ thống trường học được tách ra. Qua nhiều giai đoạn, trường có nhiều tên gọi. Từ năm 1968 đến năm 1975, trường Trung học Thánh Địa Hòa Hảo với các hiệu trưởng thầy Ngô Hữu Nghĩa, thầy Lộ Ngọc Bi, thầy Trương Hữu Đức, thầy Nguyễn Văn Đời. Từ năm 1975 đến năm 1977, trường phổ thông cấp 2 Phú Tân với các hiệu trưởng thầy Trần Văn Ninh, cô Lê Ngọc Sương. Từ năm 1977 đến năm 1985, trường phổ thông cơ sở A Phú Mỹ với các hiệu trưởng thầy Nguyễn Văn Trương, thầy Lê Nam Triệt. Từ năm 1985 đến năm 1994, trường phổ thông cấp 2 Phú Mỹ. Ngày 19 tháng 5 năm 1994, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang ký quyết định số 293 của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang về việc thành lập trường Trung học cơ sở Phú Mỹ với các hiệu trưởng cô Trần Thị Bạch Tuyết, thầy Quỳnh Thanh Liêm. Từ năm 1994 đến nay, trường Trung học cơ sở Phú Mỹ trải qua nhiều hiệu trưởng, thầy Quỳnh Thanh Liêm, thầy Lê Nam Triệt, thầy Lê Văn Còn, cô Võ Thị Diệu Hiền, thầy Nguyễn Thụy Vĩnh Đằng, thầy Hà Thiện Lý, và hiện nay người đảm nhận nhiệm vụ trọng trách thiêng liêng và cao quý này chính là thầy Nguyễn Anh Bằng. Các thầy cô chính là những người thuyền trưởng tài ba đã chèo lái đưa con thuyền, chở đầy tri thức và ước mơ vượt qua mọi sóng gió, cập bến Vinh Quang. Với một khuôn viên thoáng đạt, riêng biệt, yên tĩnh, một cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, hiện nay tất cả các phòng học, phòng chức năng của trường đều được trang bị đồng bộ các thiết bị dạy học hiện đại. Nhà trường có phòng truyền thống là nơi lưu giữ, trưng bày những hiện vật có liên quan trong quá trình hình thành và phát triển của nhà trường. Đây cũng là nơi để giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng cho các thế hệ giáo viên và học sinh. Nhà trường sắp xếp phòng thư viện, phòng đọc cho giáo viên, học sinh, phục vụ đầy đủ chỗ ngồi, tài liệu tham khảo, nghiên cứu cho bạn đọc, đầu tư trang thiết bị cho thư viện. Thư viện được Sở Giáo dục công nhận danh hiệu Thư viện trường học tiên tiến vào năm 2022. Qua những năm tháng thăng trầm, được sự quan tâm của đảng, nhà nước, của ngành, của các cấp chính quyền, của phụ huynh học sinh, những người có tâm huyết với nhà trường và sự nỗ lực không mệt mỏi của lãnh đạo nhà trường, các thế hệ thầy cô, các thế hệ học sinh nhà trường đã đạt nhiều thành tích rất đỗi tự hào. Năm 2000, trường Trung học cơ sở Phú Mỹ được trao tặng bằng khen Thủ tướng Chính phủ. Năm 2008, trường Trung học cơ sở Phú Mỹ được công nhận trường chuẩn quốc gia. Nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến xuất sắc, là ngôi trường có bề dày thành tích dạy và học. Năm 2009, trường nhận Quân chương Lao động hạng 3. Năm 2020-2021, 2021-2022, trường vinh dự được nhận lá cờ đầu của ngành giáo dục bởi Trung học cơ sở của huyện Phú Tân.
hoạt động phong trào năm 2019-2020 và 2020-2021, trường Trung học cơ sở Phú Mỹ đạt giải nhất toàn đoàn Hội khỏe phù đổng cấp huyện năm 2022-2023, giải nhất toàn đoàn ca múa nhạc cấp huyện. Hàng năm, hơn 90% giáo viên của trường được công nhận giáo viên dạy giỏi các cấp. Nhiều sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ giáo viên được công nhận cấp trường, huyện, tỉnh và được ứng dụng thành công. Nhiều giáo viên được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bằng khen Ủy ban Nhân dân tỉnh, bằng khen của Bộ trưởng và Thủ tướng Chính phủ. Các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, đội thiếu niên, ban đại diện cha mẹ học sinh đều hoạt động tích cực, góp phần cùng nhà trường hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2022, công đoàn trường được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua toàn diện. Tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng, năm sau cao hơn năm trước. Tốt nghiệp trung học cơ sở luôn đạt từ 99% trở lên, trong đó tỷ lệ khá và giỏi trên 60%. Trong các hội thi học sinh giỏi văn hóa cấp huyện, cấp tỉnh, đều có học sinh đạt giải. Hiện nay, nhiều cựu học sinh của trường đa phần đều thành đạt. Nhiều em đạt học vị tiến sĩ, thạc sĩ, làm nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước. Nhiều em nói góp thầy cô, theo đuổi sự nghiệp trồng người và quay lại công tác ở trường, nơi đã đào tạo các em nên người. Trong chặng đường 55 năm qua và thời gian bước tiếp, trường Trung học cơ sở Phú Mỹ luôn bền bỉ phấn đấu để xứng đáng với lá cờ đầu của ngành giáo dục huyện Phú Tân, tiếp tục duy trì thành quả của thế hệ đi trước đã gầy dựng, tạo đà phát triển bền vững trong tương lai. Trường mãi là môi trường giáo dục thân thiện, tạo niềm tin, động lực cho toàn thể cán bộ, công nhân viên chức toàn trường yên tâm công tác, luôn giúp các thế hệ học trò được tu dưỡng và rèn luyện, hướng đến chân thiện mỹ để trở thành chủ nhân tương lai ưu tú của nước nhà.